Ok, chào mừng các bạn đã đến trên kênh Chay Bút Chay, mình là Ảnh đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái sàn khi đăng ký một cái sàn Finacity. Thì các bạn sẽ nhận được 100 đô tất cả các bạn. Này đây 100 đô này đánh forget, nếu các bạn thắng sẽ lấy lãi hàng ngày. Vậy mình sẽ hướng dẫn các bạn sau các bạn. Đây thì vào đánh forget thì có chuyên gia đọc lệnh các bạn. Thua thì các bạn cũng không được gì, cũng không mắc gì. Rồi hướng dẫn các bạn đăng ký. Đầu tiên các bạn click phần link mô tả mình đăng ký, mã giới thiệu của anh Y. Username là các bạn nhớ ghi là cái tên không dấu nha các bạn. Tên không có dấu nha. Rồi các bạn điền địa chỉ email của mình vào. Rồi cái dòng thứ tư này là password. Rồi các bạn xác nhận password là. Rồi cái mã pin code này là 6 số các bạn. Các bạn nhớ lưu ý nha các bạn. Cái này là thay cho hai mặt mã 23 nha các bạn. Đặng nếu mình rút tiền các bạn phải nhớ cái cây này nha các bạn. Mình đặt là 11. Ủa? Mình đặt là 6 số nha, 1 1 1 2 2 2, 6 số. Hồi mình vô mình đổi lại. Rồi các bạn bấm nút sign up nha các bạn. Chấp nhận điều khoản rồi các bạn bấm nút sign up. Đây thì các bạn nào chơi đường link mình sẽ được 100 đô nha các bạn. Rồi bữa thứ hai, thứ tư, thứ sáu chơi các bạn nhận lãi hàng ngày. Về mỗi lần chơi thì rồi các bạn dòng ai cũng hit nha các bạn. Rất là ngon luôn. Kèo này mình ship cho anh em kèo ngon luôn. Rồi anh em mở mail lên nha các bạn. Anh em nhớ like và subscribe ủng hộ mình để nó cần cập nhật những video tiếp theo từ mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch nè, các bạn kiểm tra thư nha các bạn. Rồi nó gửi về luôn nè các bạn. Fan code CBT. Rồi kèo này để đánh forget nha các bạn. Rồi các bạn vô đây đánh forget học hỏi luôn. Rồi học hỏi từ chuyên gia luôn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào activity account nha các bạn. Nghĩa là confit. Rồi các bạn đăng nhập vào luôn. Rồi các bạn bấm vào nút register, bấm xuống sign in. Sau khi các bạn đăng ký và KYC sẽ được 100 đô nha các bạn. Rồi giao diện chính của nó là như vậy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba dấu gạch. Các bạn bấm vào nút Mi Profile nha các bạn. Một này nè. Video này mình hướng dẫn cho các bạn nhận 100 đô chứ đi. Rồi đây thì các bạn lấy link ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Rồi địa chỉ email. Rồi các bạn cập nhật vào số điện thoại nè. Số điện thoại mình là 032 032 99 31577. Rồi đây thì các bạn chọn vào quốc gia Việt Nam nha các bạn. Quốc gia Việt Nam mịt mịt mờ mờ đi. Rồi các bạn chọn quốc gia Việt Nam các bạn. Còn ở đây thì các bạn bắt cái địa chỉ BTC. Đây thì ETH các bạn. Phan. Để mình ra mình lấy. Đây địa chỉ. Các bạn dùng ví qua Z cũng được các bạn. Mình dùng ví chút wallet. Các bạn dùng ví MetaMask cũng được. Miễn nền tảng ERC 20 các bạn. Rồi các bạn vào, mình có để cái link hướng dẫn các bạn tạo video nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút nhận nha các bạn. Các bạn copy cái địa chỉ này nha các bạn. Các bạn bấm vào sao chép nè. Bạn nào chưa có giấy thì mình có để một cái đường link cho các bạn. Ủa đâu rồi ta? Nãy đâu ta? Rồi các bạn bắt địa chỉ BTC vào nha các bạn. Các bạn nhớ kiểm tra đầu đuôi cho kỹ nha các bạn. Rồi đây thì ETH. Rồi các bạn qua lấy đi địa chỉ ETH luôn, với chút wallet luôn. Là chừng nữa nó tự động trả về đây nha các bạn. Các bạn bấm nhận nè. Hoặc các bạn lấy ví sàn cũng được. Thôi tại vì mình chơi mình kiếm những cái đồng tiền điện tử. Rồi các bạn bắt vào đây nha các bạn, với ETH nè. Rồi các bạn kiểm tra đầu đuôi nha các bạn. Rồi đây thì mã pin code 2. Mã pin code là cái mã hồi nãy mình đặt lên các bạn. Tệp thì các bạn chọn lên một cái tệp. Cầm giấy chứng minh nhân dân mà trước có khuôn mặt, khuôn ảnh của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút up profile. Gì mình cắt đây. Rồi sau khi các bạn chọn tệp xong nha các bạn.
các bạn gỡ lên chế độ ảnh, rồi các bạn nhập mã pin code hồi nãy là mình lấy nhiêu ta, 1 1 1 1 2 2 2, biết đúng không nữa ta. Rồi các bạn bấm nút update the Blue-Fi nha các bạn. Đây, sau khi các bạn update Blue-Fi xong thì nó các bạn sẽ nhận được 100 đô nha các bạn. Đó, you account no ban verify me update. Rồi, cái này thì nó nói là ID. Nói đây mình lộn các bạn ơi, hồi nãy mình copy sao chép lộn rồi. Cái chữ ID này thì các bạn ghi cái số ID chứng minh nhân dân của mình nha các bạn. Rồi các bạn chọn là một cô tệt mà có bức ảnh mình, lưu ý là 3 MB nha các bạn. You and maximum 3 MB là bức ảnh tối đa là 3 MB nha các bạn. Rồi các bạn bắt mã pin code của mình vô, rồi các bạn bấm nút update nha các bạn. Như vậy là xong, hoàn thành nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch. Đây thì video sau em sẽ hướng dẫn cho các, ngày mai em sẽ làm cái video cho anh chị vào phòng dơm mà nghe lệnh để chay nha các bạn. Nghe tất cả anh chị nhớ đăng ký nhận 100 đô bari. Mai em sẽ giải thích cho anh chị một cái sàn này tỉ mỉ, một cách tỉ mỉ hơn nha. Em có để phần link vào nhóm Zalo đó, anh chị vào mà nghiên cứu và tìm hiểu nha. Vậy em chúc cho tất cả các anh chị có một ngày thật là vui vẻ anh chị. Vậy chào tạm biệt tất cả anh chị. Mọi thắc mắc gì không hiểu thì cứ ghi bát cho em. Đây thì kèo này là anh chị đăng ký nhận 100 đô bari chay, nếu mà chay thắng nó rút về. Nhưng mà có chuyên gia đọc lệnh nên anh chị yên tâm đi. Đây thì cũng có một người bạn của em thì cũng đã chơi rồi, đã rút tiền rồi nên uy tín lắm, em mới giới thiệu các anh chị yên tâm nha. Thì chào tạm biệt các anh chị nha.